Xin chào anh em, lại là em Trung Tọ đây, lại là một chú sam albino sinh sản cá mái nhá, 35 phân, anh em về giao phối thoải mái. Củng dược 35 phân, đến độ tuổi sinh sản rồi, nghe đang mang bầu này. Đấy, anh em xem này, hoa này phun hoa luôn, kiếm thị trường là một chú đẹp như này cực kỳ khó. Đấy, anh em mua về ép đẻ được rồi, vài tháng là có sản phẩm. Đây em đang giải tán hết nên là giá rất là yêu nhá.